Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Hôm nay xin giới thiệu với các bác, với các bạn là cái cách ngâm rượu cái rễ mú tần này nhé. Thì trên tay tôi, trên màn hình các bạn đang nhìn thấy, các bác đang nhìn thấy chính là cái rễ mú tần này nhé các bác nhé. Đối với những cái loại rễ nhỏ như này thì các bác có thể chặt ngắn như này. Đấy, đây các bác nhé. Đấy. Chặt ngắn như này là được. Đấy. Các bác dùng dao thật sắc, kê thật chắc, các bác chặt nhé. Nó cũng dễ chặt thôi các bác nhé, không phải khó đâu. Đây những cái rễ mú tần này. Đây trên màn ảnh các bác đang nhìn thấy là đây cái mú tần mà nó to như này này. Đấy. Thì các bác hoặc có những loại nó to cổ tay này. Thì các bác nên chặt thành những đoạn dài một như này nhé. Đây cái đoạn này nên chặt thành đoạn như này, đoạn như này. Sau đó các bác chẻ ra. Đây. Đây các bác nhé. Đây. Thì các bác có thể chặt thành từng đoạn dài một, đối với những đoạn to các bác chặt thành từng đoạn dài một như này, sau đó các bác chẻ ra như này, à, có thể chẻ nửa đoạn được nhé. Đấy thì tại sao lại chế biến như này, vì là chế như này thì nó đỡ dập cái vỏ vỏ ngoài này của các bác nhé. Bởi vì cái vỏ ngoài này đây, cái vỏ này nó rất là tốt rồi. Đấy, ở đây thế này các bác sẽ chẻ ra, chẻ làm đôi hoặc chẻ tư ra nhé. Chẻ xong ra thì các bác có thể để như này rồi các bác phơi dâm để khô, xong đó thì ngâm rượu hoặc có thể ngâm trực tiếp luôn, và nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái sơ chế này thì các bác chú ý một cái điều như thế, tức là chú ý làm sao là tránh đỡ bị dập nát cái vỏ ngoài này nhé, để nó đỡ mất chi chất. Thế còn thì khô mới tươi thì theo tôi đánh giá thì dược chất nó như nhau thôi. Rồi các bác đợi một chút nữa thì chúng tôi sẽ làm một bình trọn vẹn cho các bác xem nhé. Đây thưa các bác là cái đây, các bác nhìn trên màn hình thấy rõ hơn ạ. Và đấy cái mú tần chúng tôi đã chế biến xong rồi đây. Đối với những cái thanh là to thì các bác có thể xẻ đôi hoặc là xẻ nhỏ hơn nữa thì tùy các bác. Đây, mà to thì xẻ đôi hoặc xẻ tư nhé. Đấy. Rồi. Sau đó thì xong rồi thì bây giờ các bác hãy xếp nó vào bình một cách đơn giản thôi. À, nói chung là tùy theo các bác có thể trình bày đẹp hay không, hoặc là các bác có thể xếp chung nó vào bình được, không vấn đề gì cả. Cái việc đây nếu mà các bác cứ một cân này thì các đây là khoảng một, đây một cân các bác nhé. Một cân này thì các bác ngâm với ít nhất là 5 lít rượu nhé, hoặc là hơn thì tùy các bác. Có thể là các bác lúc đầu các bác ngâm đặc cũng được, sau đó thì các bác pha thêm sau. Thì cái bình này của tôi thì nó cũng hơi bé một chút, nhưng mà đó thì các bác đổ đầy rượu lên trên nhé. Đây, chúng ta sẽ đổ rượu vào các bạn. Đấy. Đơn giản thế này thôi các bạn. Rồi, xong người ta đậy nắp lại kín lại. Như thế là được một cái bình rượu. Nha. À, tôi đậy tạm nắp này, tí tôi sẽ làm cho nó chặt hơn. Thì đơn giản như vậy thôi, không có vấn đề gì cả. Và một số bác thì cẩn thận hơn thì các bác có thể có dùng những cái bình thủy tinh, ví dụ như là bình của Hàn Quốc hoặc bình của Việt Nam, hoặc các bác có thể cho vào cái chum ngâm cho nó đảm bảo hơn. Vì một khi một số nơi thì dùng cái đồ nhựa thì cũng một số bác thì họ nói không an toàn. Nhưng mà chúng tôi gửi cho các bác thì chúng tôi sẽ đưa vào bình nhựa thì chúng tôi gửi cho các bác. Còn các bác nào đặt số lượng lớn thì chúng tôi sẽ làm để trong chum. Rồi, xin cảm ơn các bác đã xem cái video cách ngâm rượu dễ mú tần này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo. À, bác nào có nhu cầu đặt về cái rễ mú tần để ngâm rượu hoặc bình rượu thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 nhé. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi. Xin chào các bác nhé.